Đây là buổi tối của mấy chị em nha. Vâng, và cô chú uống. Vâng, và cô chú uống nước nha. Chắc ngay nghỉ nha. Chắc nhìn tí nước ai không ngủ được thì em sẽ quay nha. Em sẽ quay những dáng tối nay uống cà phê sữa sao em ngủ được để con hết thì ngủ được lâu nha. Những dáng ngủ của mọi người nha mà cô chú. Ủa, chú Huy đâu bảo? Chú Huy đâu? À. Tí nữa tí nó quay những dáng ngủ rất là đẹp. Chú ba chị em mỗi người bình nước này ha, đang một bình. Nước lọc nha chị hai bình em nước lọc á. Ủa, tí em bình nước lọc. Ủa, em sắp hết rồi. Đây, ba bình đấy. Bây giờ là mình mua với mình nhé, ông bảo chú. Bé hạt tiêu mà có bình là bé hạt tiêu cũng siêng uống nước lọc lắm á. Hôm nay em uống hết một bình, bình này bình thứ hai đó. Bây giờ mấy bé này cũng sợ nước ngọt hết rồi nha ông bà con. Thấy Huy đi khám bệnh về sợ. Nên đâu có dạo uống. Em không có ai khám bệnh, em sẽ nó ngọt, em ít uống. Bởi mắc cười lắm nha. Đang ngồi trong bệnh viện á. Cái bác sĩ nói như vậy, cái Huy nói thế sao. Chị hai về khi nha, chị đó với anh Tài với tụi em sáng rồi luôn. Cũng chết rồi á. Nói đó thấy chưa. Giờ là cái bữa Tài cũng nghe chị nói rồi Tài. Bữa giờ em tự uống nó lộn không chị hai ơi. Thật luôn á. Tại vì mình phát hiện ra nguyên nhân như vậy mình sợ á. Nên là bây giờ mình, mấy chị em mình thật. Bây giờ là em ít uống lắm. Bây giờ thì lâu lâu mình thèm xíu thì được. Giải trí thì được. Còn mà uống mà giải khác luôn thì không có được. Em mất giấc hóa chị hình. Nó lĩa chỉa lĩa chỉa. Tắt máy của em hồi nãy em kèm. Cô ra chào cả. Đừng có để cái đó, đừng có để. Dạ. Mấy chị em rảnh không lại gì vô đọc sách đi. Hello bà cô chú. Hay. Để chị chào luôn. Hello bà cô chú anh chị em, đây mấy kênh của bé Hạt Tiêu nha. Hôm nay là một buổi tối của mấy chị em. Hello, xin chào bà cô chú đang xem kênh bé Hạt Tiêu nha. Có ổ gì. Hôm nay sẽ quay review cái căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh này là bánh tráng miền ăn còn dư. Trời ơi, những cái chán thì nhớ yêu. Trời. Để ăn miếng đợi nhớ người yêu đây. Ăn miếng gì? Cái này thì em thấy dục. Nó dục nha. Nó dục để trên bàn đó. Nó dục đâu. Để nhăn ngồi không ăn đâu. Bây giờ sẽ đọc sách cho các chị hai. Cha giàu, cha nghèo hả? Cái quyển này là của em gửi chị lấy về. Rồi cha chung luôn. Đúng rồi, chị lấy. Người 500, cái này là mình đọc đúng không chị hai? Mình đọc rồi. Cái này là cả nhóm làm đọc hết quyển sách này đúng không bà cô chú? Đó. Nguyễn Chính Tính mình cũng đọc rồi. Này đọc rồi. Đọc rồi đó là hai luôn. Đọc cái quyển sách này là cảm động luôn á. Ừ, đúng rồi. Đây, bây giờ bé Hạt Tiêu thích cái này này. Ừ, cái này chị thấy cũng hay á. Cái này hợp với mình làm YouTube luôn nè. Im lặng là trí tuệ. Tại vì mỗi lần mà mình người ta đánh đá thì cái tâm lý con người mà đúng không chị hai? Tâm lý con người của mình là mình sẽ bực mình tức. Mình ngào đô mình trả lời lại đó. Bây giờ bé Hạt Tiêu cũng đọc cái này nè. Thiệt, chị cũng dạo này gần đây chị cũng ít có ai cho mời cô chú bình luận gì. Mình cũng thấy những cái chuyện đó là nó cũng bình thường. Nói chuyện là bản năng xứng miệng, là tu dưỡng im lặng là chi kệ đó. Cái này thì dành cho cả bé Hạt Tiêu với tất cả mọi người hết luôn. Hôm nay chị kêu em đọc là cũng chính xác đúng không? Nè, bây giờ em đọc cho Huyền nghe nha. Tại vì chị Huyền thì không đọc được cái nên là em sẽ đọc Huyền nghe. Đọc cái này cũng như là mình tĩnh tâm á. Mọi người ngồi chị Huyền. Em phải đọc hết bài sách đó chắc Huyền. Thầy ngồi đây nghe, ngồi đây nghe em đọc nghe. Ok nha. Chị đang đọc cuốn này nè. Ok nha. Em đọc cuốn Đắc Nhân Tâm. Em đọc cái trang nào mà mới mở đầu thôi. Hôm bữa em có đọc. Em ở nhà em cũng có một quyển sách mà em chưa đọc hết luôn á. Tại vì em, mà em đi em quên em đi luôn. Đem đi theo. Cái quyển đấy là mình ví dụ mà em hay suy nghĩ nhiều á, cho dù ví dụ một người ta nói mình cái gì là mình suy nghĩ cả ngày luôn á. Là kiểu gọi là overthinking á. Là suy nghĩ nhiều đúng không? Là overthinking suy nghĩ nhiều á, nên là bé Hạt Tiêu quyển nó bị đọc cũng hay á. Nhưng mà
mà chưa học hết đi à. Lời nói đầu, sự khác biệt giữa người biết nói chuyện và người không biết nói chuyện đến mức nào. Chúng ta hãy cùng cảm nhận. Giả sử bố mẹ bạn đã lâu không về quê, sắp Tết bạn được nghỉ phép nên về quê một mình. Bà hàng xóm liền hỏi: "Ôi, chỉ có một mình cháu về sao? Cháu có nhớ mẹ không?" Đối với một người phải ăn Tết một mình như bạn, câu hỏi này sẽ làm bạn khó chịu, hoặc là bạn sẽ không biết trả lời như thế nào rồi bật khóc, hoặc là bạn sẽ tỏ ra lạnh nhạt, chỉ đối đáp qua loa rằng không nhớ. Sau đó đôi bên đều bối rối, bà hàng xóm vào nhà đóng cửa lại. Về sau, bạn thay đổi cách trả lời, đáp rằng tuy bố mẹ cháu chưa về nhưng gặp được cô cũng không khác gì gặp bố mẹ cháu. Bà hàng xóm nghe thấy vậy liền vui mừng ra mặt, nhất định sẽ mời bà đến nhà bà ấy ăn cơm. Món sách này hay đó. Hay, nhưng hôm bữa em đọc thử với em hay á. Nhưng mà đọc cái này thì còn lâu mà chú. Bây giờ chị đọc này. Hay quá. Hay quá. Cái nói giờ này nhỏ bảo cũng không phải là nói nha mấy chị em nhắn nhau thôi nha. Dạ đọc. Còn hả? Dạ em sẽ bật nhanh quá, bật bật cái không kịp. Đọc phần nào rồi? Đây này, nó bắt đầu đọc cái này này. Bắt đầu từ đây hả? Chị mới đọc từ đầu chị mới biết được cái lời văn như thế nào. Đọc ngang sư thì đọc từ đầu. Chị hay đọc lại từ đầu à? Lời nói đầu, sự khác biệt giữa người biết nói chuyện và người không biết nói chuyện lớn đến mức nào. Chúng ta hãy cùng cảm nhận. Giả sử bố mẹ bạn đã lâu không về quê, sắp Tết bạn được nghỉ phép nên về quê một mình. Bà hàng xóm liền hỏi: "Ôi, chỉ có một mình cháu về sao? Cháu có nhớ mẹ không?" Đối với một người phải ăn Tết một mình như bạn, câu hỏi này sẽ làm bạn rất khó chịu, hoặc là bạn sẽ không biết trả lời thế nào rồi bật khóc, hoặc là bạn sẽ tỏ ra lạnh nhạt, chỉ đối đáp qua lo rằng không nhớ. Sau đó đôi bên đều bối rối, bạn sớm vào nhà đóng cửa lại. Về sau bạn thay đổi cách trả lời, đáp rằng tuy bố mẹ cháu chưa về nhưng gặp được cô cũng không khác gì gặp bố mẹ cháu. Bà hàng xóm nghe thấy vậy liền vui mừng ra mặt, nhất định sẽ mời bạn đến nhà bà ấy ăn cơm. Hay không? Hay quá hay ơi, hay quá. Lâu rồi mình không có luyện đọc quá. Đây em phát hiện ra ở bàn của chị Hai này, trên bàn trang điểm này có một cái rất là hay mà một chú. Không nói, không nhìn, không nghe. Cái này là gì? Không nói, không nhìn, không nghe. Cái này là cho tâm lòng bình an. Bình an, đúng rồi. Đó. Dạ, mua cái này hay chứ bộ. Những khi nào mà mình tức giận ai á, nhìn như đây nè. Không nói, không nhìn, không nói. Cho tâm thanh tịnh, không nhìn, bình an. Không nói, không nhìn, không nói. Trước á. Chị mới ra hỏi là Huy chỉnh video cho nó, em chỉnh rồi. Em chỉnh rồi, em bất lên. Hả? Em bất video mình đâu, video nấu ăn đâu. Huy mới đăng video đi chờ hôm qua. Em nếu mà mình đợi Huy chắc mai mình mới đăng. Em thấy ông bà cô chú Huy ơi sao không đăng video đi chờ đi, chị ba về tới nhà rồi. Thì lâu chị ba về đến nhà mà những cái món đồ ăn đó mình đã chế biến hết trơn rồi. Ăn xong rồi. Ra xong rồi. Ngày mai mình sẽ đi chợ tiếp. Ngày mai mình sẽ đi chợ video tiếp. Bây giờ mình để đây một lát nữa mình sẽ đọc sách tiếp nha. Đọc, chị đọc cuốn sách nhân tâm tiếp tục đi. Ngày ngoài cái gì đã muộn biết rồi còn. Ngày đó con đi đọc một trang sách coi. Chị hai sách học đi. Thank you.
đang ở trong phòng nha. Bây giờ à, sẽ ngủ. Không có chơi gì không? Rồi có đi ngủ nha. Trường làm việc ngoài mà. Rồi nó ông bà có chú video hồi tối thì bây giờ buổi sáng mới ngủ dậy nè. Chị em mới kết thúc video nha, tại vì ngủ một đêm mới chị mới kết thúc. Hôm qua tưởng là còn có gì quay cho bà có chú coi, kết quả là không có gì quay hết trơn. Không ngủ gì. Cũng ngủ, nói quay cho mà cô chú coi cũng ngủ, nhưng mà cuối cùng bé hạt tiêu cũng ngủ luôn, ngủ quên luôn. Rồi bây giờ bé hạt tiêu sẽ kết thúc video tại đây. Nhưng bà cô chú ơi, nếu cả nhà yêu thương mấy chị em thì cho mấy chị em một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Và bye bye.